Ok, hello anh em, một em nữa lên xe về nhà cho khách nha. 4,8 Việt Nam, máy đẹp nha anh em. Con này em mới quay lên YouTube hôm qua, hôm nay khách chốt giá chuyển tiền luôn, giao về tới nhà. Con này thì mới lên kênh YouTube hôm qua nha anh em, mới quay hôm qua, hôm nay lên xe. Bốn gửi máy Việt đời 2016, máy đẹp, động cơ số là còn nguyên bản. Về Cô Tô, An Giang nha anh em. Con này giao đầu không nha, về Cô Tô, An Giang. Con này mới quay hôm qua nha. . 2016, động cơ số zin. Anh khách này cũng không có xuống coi ở trên An Giang, nhưng mà không có xuống chuyển tiền, em chuyển máy lên về là xuống đồng luôn. Ăn cơm rồi hả? Đi máy đẹp nha anh em, con này mới lên YouTube qua, động cơ số là còn nguyên bản hết. Ở cái kia kia lấy xăng thơm nó chủ cái này cái gì không. Hàng đẹp nha anh em, 1,500 giờ rồi, mâm sao là còn nguyên bản luôn. Anh em nào cần máy thì cứ alo cho em nha. Bóng gửi hiện tại còn nhiều, bóng gửi máy Việt còn nhiều lắm. 2018 mới về được 2 chiếc nha, 47 có hàng luôn. Anh em nào cần cứ alo cho em nha. Số điện thoại là 0563 1689 nha anh em. Con này thì về An Giang, Cô Tô. Rồi chào anh em nha.